Khi những khó khăn của thị trường bất động sản năm 2019 còn chưa hồi phục, thì đến năm 2020, dịch COVID-19 bùng phát đã khiến hàng nghìn doanh nghiệp địa ốc phải giải thể, ngừng hoạt động. Trong số liệu Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố, lĩnh vực kinh doanh bất động sản dẫn đầu trong những ngành nghề có tỷ lệ doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và giải thể nhiều nhất. Không còn những buổi đào tạo chiến lược kinh doanh hay những buổi mở bán như trước đây. Phải khó khăn lắm, đơn vị phân phối bất động sản này mới duy trì được hoạt động kinh doanh cho đến nay. Những khó khăn chung của thị trường như chính sách tín dụng bị thắt chặt, các thủ tục để cấp phép dự án mới bị đình trệ, doanh nghiệp này phải lao đao và loay hoay tìm hướng đi riêng cho mình để cầm cự. Vừa rồi thì chúng tôi vẫn cố gắng đảm bảo được cái nguồn hàng, sản phẩm để cho kinh doanh vẫn hoạt động duy trì. Việc tiếp cận khách hàng là khó khăn nhất đối với một doanh nghiệp mà làm dịch vụ phân phối cũng như là phát triển về bất động sản như Hải Phát Land. Thế thì chúng tôi cũng tìm hướng là đưa những cái giải pháp mà tiếp cận online, tập trung đầu tư hơn về công nghệ và đặc biệt là cũng tận dụng cái thời gian này để tối ưu hóa lại bộ máy quản trị. Chưa hết, hệ số rủi ro đối với khoản cho vay kinh doanh bất động sản cũng tăng từ 150% lên 200%. Ngay từ đầu năm 2020, các ngân hàng chỉ được sử dụng tối đa 40% vốn ngắn hạn để cho vay chung dài hạn đối với các khoản vay cho bất động sản. Việc siết tín dụng này đã khiến hàng loạt doanh nghiệp lao đao, thậm chí đứng trước bờ vực phá sản. Năm 2019 là năm ngành ngân hàng chính thức siết chặt trọn vẹn 100% các vấn đề tín dụng cấp cho thị trường bất động sản. Cái khó khăn này dẫn đến rất nhiều doanh nghiệp dự án đang triển khai phải dừng lại. Do vậy có những doanh nghiệp không chịu nổi. Đây là cái việc phải thanh lọc thị trường. Có thể nói rằng là các từ đó để có thể nói là các cái doanh nghiệp có năng lực về tài chính cũng như là có uy tín, có kinh nghiệm trong việc phát triển bất động sản mới có thể đứng vững được, mới có thể thu hút khách được. Còn bằng không thì chúng ta có thể thấy rằng là các doanh nghiệp sẽ không thể bán hàng được. Thì chúng ta thấy rõ ràng là cái việc họ sẽ phải tạm dừng đóng cửa. Và như vậy thì là tất yếu. Các chuyên gia cũng cho rằng thị trường bất động sản Việt Nam vẫn có cơ hội đến từ xu hướng hồi hương tránh dịch COVID-19 của kiều bào, Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA. Nguồn vốn FDI vào lĩnh vực bất động sản gia tăng, cơ sở hạ tầng cải thiện, cùng với đó là xu hướng hợp tác, liên doanh, liên kết, sáp nhập giữa các doanh nghiệp sẽ được nhìn thấy rõ hơn trong cuối năm nay, đầu năm sau. Nhằm đồng thời tạo ra các điểm đến thú vị cho du khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo về việc khởi động lại chương trình kích cầu du lịch. Các sản phẩm được giới thiệu trong dịp lễ năm nay chủ yếu là dịch vụ dành cho gia đình, nhóm bạn với các gói du lịch ngắn ngày, các dịch vụ trong nội ô thành phố và một số tỉnh lân cận với mức giảm giá từ 20 đến 50%. Cụ thể như giới thiệu tour tham quan Thành phố Hồ Chí Minh bằng xe 2 tầng, du ngoạn bằng thuyền chèo trên kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè, thưởng thức giai điệu kèn harmonica và giao lưu đờn ca tài tử, thả hoa đăng cầu nguyện trong chuyến du ngoạn chương trình ngắm hoàng hôn, các tour kết nối với một số điểm đến ở Tây Ninh, vùng đồng bằng sông Cửu Long. Các khách sạn 4 đến 5 sao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng đồng loạt giảm giá phòng 50% để kích cầu. Ngày hôm nay 31 tháng 8, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết vẫn đang tích cực điều trị cho hai bệnh nhân bị ngộ độc chất botulinum do ăn pate minh chay. Đó là một cặp vợ chồng trú ở phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang. Trong đó, bệnh nhân nữ đang mang thai tuần thứ 22. Hiện hai bệnh nhân đã được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa điều trị trong trạng thái tỉnh táo nhưng còn suy hô hấp nên vẫn phải thở máy, được cai máy gián đoạn. Riêng bệnh nhân nữ đang mang thai thì thai vẫn ổn định, tim thai đều. Lễ khai giảng năm học mới 2020-2021 sẽ diễn ra trong nỗi lo dịch COVID-19 còn phức tạp. Trước ngày khai giảng, việc cần làm ở nhiều trường học trên cả nước đó là phun khử khuẩn để sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới. Ghi nhận của phóng viên Thời sự VTC tại Hà Nội. Phun sát khuẩn vệ sinh trường lớp, tổ chức tập huấn lại cho giáo viên về phòng chống dịch COVID khi đón học sinh trở lại trường. Nhà trường tổ chức đón học sinh và ngày tựu trường chia theo ca. Lên kế hoạch tổ chức khai giảng tập trung phải đảm bảo giãn cách. Thầy và trò trường tiểu học này đã sẵn sàng bước vào một năm học mới có nhiều thách thức. Chúng tôi cũng trang bị đầy đủ những cái như nước sát khuẩn tay nhanh, khẩu trang y tế, đo thân nhiệt cũng như những cái bảng hướng dẫn tuyên truyền ở tại từng lớp học.
và thực hiện hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo thì chúng tôi cũng đã lên cái kế hoạch cho cái bài dạy đầu tiên của cái tiết học sau khai giảng. Đấy là ngoài những việc học tập nội quy của nhà trường, những quy định về các môn học thì các con cũng được học một tiết về giáo dục nếp sống văn minh thanh lịch, cũng như có về cái việc mà phòng chống bệnh Covid, tổ chức đảm bảo an toàn cho học sinh trong cái thời gian mà phòng chống dịch bệnh đầu năm học 2020-2021. Và với các nội dung, thứ nhất là trước khi học sinh đến trường, khi học sinh đến trường trong ngày khai giảng và những cái thời gian học sinh bắt đầu đi học để đảm bảo an toàn. Tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, tất cả các trường học đều được phun khử khuẩn và diệt côn trùng. Giáo viên, nhân viên, học sinh phải thực hiện đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, đảm bảo giãn cách khi tham dự lễ khai giảng. Đối với tất cả các em học sinh mà khi tới ngày khai trường tới đây thì là các trường học thì cũng phân chia về các khoảng thời gian để làm sao cho phù hợp. Và ngay trong lễ khai giảng thì chủ yếu là cũng dành cái thời gian cũng như là đối tượng là cho các em học sinh ở đầu cấp. Thế còn đối với các em học sinh các cái lớp khác thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo để làm sao cũng phân chia cho nó phù hợp. Một số các em học sinh thì sẽ được dự đại diện là sẽ dự ở dưới sân trường. Thế còn số học sinh còn lại thì các em sẽ ở trong các lớp học. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng yêu cầu các trường học tổ chức lễ khai giảng không quá 45 phút, không tổ chức diễu hành khi đón học sinh đầu cấp, không thả bóng bay. Đối với cấp học mầm non, tổ chức ngày hội đến trường của bé tại các lớp học nhưng không quá 60 phút. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 1945-2020 và chuẩn bị tiến hành đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới đại hội 13 của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trưởng tiểu ban văn kiện đại hội 13 của Đảng có bài viết quan trọng với tiêu đề chuẩn bị và tiến hành thật tốt đại hội 13 của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới. Trong nhiều nội dung quan trọng, bài viết nhấn mạnh quá trình 35 năm đất nước ta thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh, trong đó có 10 năm thực hiện cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011, chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020 và 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội 12 cho thấy cần nhận thức sâu sắc hơn, tiếp tục bổ sung phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các mối quan hệ lớn về mặt tư tưởng lý luận, đề ra các quyết sách, tháo gỡ những rào cản vướng mắc, tiếp tục phát triển đất nước nhanh và bền vững. Đặc biệt chú trọng xử lý tốt hơn các mối quan hệ giữa đổi mới ổn định và phát triển, giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị, giữa tuân theo các quy luật thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, giữa nhà nước, thị trường và xã hội, giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa, giữa độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế, giữa đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ, giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội. Đó là những mối quan hệ lớn phản ánh các quy luật mang tính biện chứng, những vấn đề lý luận cốt lõi về đường lối đổi mới ở nước ta, đòi hỏi toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta phải nhận thức đầy đủ, thật sự thấm nhuần, quán triệt sâu sắc và thực hiện thật tốt, có hiệu quả. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trưởng tiểu ban văn kiện đại hội 13 của Đảng nhấn mạnh, đại hội 13 của Đảng ta đã đến gần, khối lượng công việc rất lớn trong khi thời gian không còn nhiều. Các cấp ủy và các ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng phải đề cao hơn nữa trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết đại hội 12 và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Toàn đảng, toàn dân và toàn quân hãy đồng tâm nhất trí, chung sức đồng lòng, chuẩn bị và tiến hành thật tốt đại hội 13 của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc. Sau thời gian thử nghiệm, chiều nay Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức lễ khởi động Cổng Dữ liệu Quốc gia tại địa chỉ data.gov.vn. Đây là đầu mối cung cấp thông tin về chia sẻ dữ liệu của cơ quan nhà nước, cung cấp các tài liệu, dịch vụ, công cụ, ứng dụng, xử lý, khai thác dữ liệu được công bố bởi các cơ quan nhà nước. Tại sự kiện, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh Cổng Dữ liệu Quốc gia sẽ là nơi từng bước cung cấp các dịch vụ số mới của quá trình phát triển chính phủ số, cho phép người dân, doanh nghiệp tiếp cận các dữ liệu của mình, về mình, do cơ quan nhà nước nắm giữ. Đồng thời, đây là một kênh thông tin để tiếp nhận các đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cho cơ quan nhà nước, để các cơ quan nhà nước có nhiều dữ liệu hơn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Và tôi cũng rất là mong muốn là cổng data.gov.vn trong thời gian tới sẽ trở thành những cái nền tảng quan trọng, hỗ trợ
trong các bộ ngành địa phương trong vấn đề chia sẻ các dữ liệu phục vụ cộng đồng người dân và doanh nghiệp, hướng tới xây dựng thành công chính phủ điện tử và chính phủ số trong thời gian tới. Tại lễ khởi động, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã ký biên bản hợp tác về thúc đẩy dữ liệu mở và đồng hành trong việc xây dựng và triển khai hoàn thiện cổng dữ liệu quốc gia. Sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đã có phiên giải trình trước Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố về tình hình kết quả thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công của thành phố năm 2020 và giai đoạn 2016-2020 diễn ra sáng hôm nay. Phiên giải trình diễn ra trong bối cảnh việc giải ngân vốn đầu tư công thời gian qua thấp, đạt khoảng 53%, đồng thời quá trình triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn từ 2016-2020 cũng bộc lộ những tồn tại vướng mắc làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đặc biệt tiến độ của nhóm các dự án công trình trọng điểm đến nay mới hoàn thành 9 trên 55 dự án công trình. Giải trình và tiếp thu các chất vấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu cho biết, để khắc phục những hạn chế, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo cố gắng hết tháng 8 tỷ lệ giải ngân đạt khoảng 53%. Thành phố quyết tâm giải ngân từ 97 đến 100% và thực hiện giải ngân năm 2020 đến hết tháng 1 năm 2021. Thành phố sẽ tiếp tục tăng cường giám sát, điều hành cụ thể hơn, đẩy mạnh triển khai trong quý tư năm nay. Trong đó làm rõ nguyên nhân chậm ở từng dự án, về vướng gì, ở đâu, trách nhiệm của ai để xảy ra tình trạng này. Nhằm đảm bảo an toàn, sàng lọc và phát hiện sớm những trường hợp nghi nhiễm COVID-19, sáng nay Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng Sở Y tế tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 cho hơn 11.000 thí sinh tại 25 điểm thi ở tâm dịch Đà Nẵng. Trước ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại tâm dịch Đà Nẵng, các em thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp đợt 2 được thành phố tổ chức xét nghiệm COVID-19, sàng lọc những trường hợp nghi nhiễm trước khi kỳ thi chính thức diễn ra vào ngày 3 tháng 9. Em thấy thì việc xét nghiệm thế này là rất quan trọng cho kỳ thi sắp tới, để chúng em có thể yên tâm kỳ thi và diễn ra một kết quả tốt đẹp nhất. Xét nghiệm thì em cảm thấy là yên tâm khi mà bước vào kỳ thi, bởi vì là khi mà xét nghiệm thì có thể phần nào dẫn đoán được kịch bản, với lại là sẽ có những biện pháp kịp thời để giữ an toàn khi mà trong quá trình thi cử. Tại các điểm thi, thí sinh được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, kê khai y tế, cung cấp thông tin cá nhân vào phiếu lấy mẫu. Khu vực lấy mẫu bố trí 25 ghế nhựa một phòng. Thí sinh được gọi tên theo thứ tự danh sách phòng thi và thực hiện lấy mẫu gộp theo nhóm 5 thí sinh. Đã tổ chức được cái xét nghiệm như vậy thì phụ huynh rất là phấn khởi, yên tâm. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, ngoài 11.000 thí sinh và 37 thí sinh của các tỉnh khác dự thi được tổ chức xét nghiệm COVID-19, thí sinh thuộc diện F1, F2 sẽ lấy mẫu tại nơi cách ly tập trung và tại nhà. Cơ quan chức năng sẽ thông báo kịp thời những trường hợp dương tính để cách ly điều trị trước 12 giờ ngày 2 tháng 9. Những trường hợp không được thông báo đồng nghĩa với kết quả xét nghiệm âm tính, tiếp tục tham gia kỳ thi vào ngày 3 tháng 9. Thưa quý vị, sáng nay một vụ cháy lớn đã xảy ra tại bãi xe nằm trên quốc lộ 1 thuộc huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, khiến hàng chục xe ô tô bị cháy rụi. Khoảng 10 giờ 30 phút sáng nay, khói lửa bất ngờ bùng lên từ một chiếc xe buýt nằm trong bãi xe ngay góc vòng xoay Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 1, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Lửa nhanh chóng lan nhanh sang nhiều xe khác đang đậu ở đây, khiến cả khu vực chìm trong khói lửa. Do đám cháy lan nhanh nên những nỗ lực dập lửa của lực lượng tại chỗ không thành. Chủ bãi xe và các công nhân phải di dời nhiều xe khác trong bãi ra ngoài. Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được lực lượng phòng cháy chữa cháy dập tắt hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng đã khiến 12 xe ô tô như xe buýt, xe tải, xe đầu kéo hầu hết bị thiêu rụi. Tuy mới bắt đầu triển khai thực hiện từ đầu năm 2020 đến nay, nhưng đến nay mô hình bảo vệ dòng sông, khai thông dòng chảy ở tỉnh Hậu Giang đã tạo được hiệu ứng tích cực trong việc nâng cao ý thức người dân bảo vệ môi trường, góp phần làm cho thành phố thêm sáng, xanh, sạch đẹp. Mô hình này ra đời trong bối cảnh rác thải trên sông ngày một nhiều, làm ảnh hưởng đến môi trường và dòng chảy của các tuyến kênh, tuyến sông. Với một chiếc ghe được nhà hảo tâm mua tặng làm phương tiện, đội xung kích là đoàn viên thanh niên đã thực hiện một việc làm hết sức có ý nghĩa là hàng tháng ra quân từ 1 đến 2 lần đi vớt rác trên các tuyến kênh.
là một đoàn viên, là một cái thế hệ trẻ của thành phố Ngã Bảy, thì khi tham gia cái hoạt động vớt rác ở trên dòng sông và dọn dẹp vệ sinh môi trường ở các khu công viên thì em cảm thấy rất là phấn khởi. Tuy là cái hoạt động cũng vất vả nhưng mà cái ý nghĩa nó mang lại cho chúng em thì làm chúng em rất là cảm thấy rất là phấn khởi. Ban đầu mô hình này được thực hiện ở phường Ngã Bảy với 7 thành viên nhưng hiệu quả mang lại rất lớn, được người dân hưởng ứng tích cực. Nhờ vậy mà đến nay mô hình đã nhân rộng ra thêm 2 phường Hiệp Lợi và Lái Hiếu, thu hút được nhiều thành viên tham gia. Cái người dân ở đây không có ý thức, khi mình bỏ rác tầm lắm không có gom gọn lại, chứ phải gom gọn lại thì cũng đâu tất cả thanh niên luôn. Sau khi mấy anh mà xuống làm này thì tốt đó, thì người dân có ý thức làm sạch sẽ hơn trước. Mấy em lực lượng vũ trang đi lượm rác đây cũng thật tốt, xóm huyện đây cũng đồng ý, ở đây bây giờ vệ sinh cũng sạch sẽ hơn lúc trước. Nói cũng như là mấy em này tích cực dọn rác sạch sẽ rồi, xóm huyện ta cũng sạch sẽ, người ta không có dục rác đi sông bừa bãi nữa. Trong thời gian tới đó thì chúng tôi sẽ dự kiến, hiện nay thì còn 3 cái đơn vị còn lại, đó là Hiệp Thành, Đại Thành và Tân Thành, thì những điểm này đều có chợ và đều có các tuyến sông, thì cho nên chúng tôi dự kiến là sẽ nhân rộng cái mô hình này ra 3 cái địa bàn còn lại để làm sao đó là vừa kêu gọi cái sự đóng góp của người dân trong cái vấn đề bảo vệ môi trường, rồi ý thức của cộng đồng cùng chung tay xây dựng xã nông thôn mới cũng như là phường văn minh đô thị để làm sao đó là làm cho bộ mặt của thành phố Ngã Bảy trong thời gian tới sáng, xanh, sạch đẹp. Có thể nói hoạt động của mô hình cũng là một hình thức tuyên truyền trực quan rất sinh động. Chính hình ảnh của mô hình là thông điệp sống động, tạo hiệu ứng, sức lan tỏa lớn trong việc tuyên truyền cộng đồng nâng cao ý thức, cùng nhau bảo vệ môi trường sống, ứng phó với biến đổi khí hậu. Hưởng ứng cuộc vận động người dân không xả rác ra đường và canh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước, tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều tổ chức đã phối hợp cùng chính quyền địa phương và người dân triển khai mô hình xóa những con hẻm ô nhiễm bằng việc trồng hoa cây cảnh trên chai nhựa tái chế. Mô hình này hiện đang được lan tỏa và nhận được nhiều phản hồi tích cực. Chưa bao giờ người dân tại con hẻm đường Lương Ngọc Quyến thuộc phường 5, quận Gò Vấp lại đông vui sôi nổi như thế này. Mọi người cùng góp sức để thay chiếc áo mới cho con hẻm cũ và ô nhiễm. Thì chúng tôi phải, đầu tiên chúng tôi phải tới dỡ những cái bảng khoan cắt bê tông. Chúng tôi dỡ bảng hết, sau đó người dân trên địa bàn phường là họ sẽ cạo, rồi họ chà, rồi họ rửa cái bức tường cho sạch. Bức tường sạch xong là chúng tôi là tới qua bữa hôm sau tiếp, chúng tôi mới tiến hành là xuống chúng tôi sơn. Sơn xong rồi chúng tôi tiến hành rồi bắt những cái ốc vít các cái, rồi cây cổ các cái, rồi xong đó thì hôm nay là chúng tôi tiến hành trồng cây. Mệt thì cũng có mệt, tại vì có cái mình phải kết hợp cùng các ban ngành đoàn thể của phường, mà nhất là cái hội đoàn của phụ nữ của phường. Cái lên cái kế hoạch này thì cũng có cái đầu tư và cũng có cái mệt, nhưng mà hôm nay rất là vui. Vui là bởi vì cái công trình mình đầu tư bao nhiêu ngày như vậy mới thành hiện thực rất là đẹp, khu phố được khang trang hơn. Điểm đặc biệt là những mảng xanh này được kết hợp trồng trên nhiều vật dụng tái chế như can nhựa, vỏ chai nhựa, lốp xe cũ. Những bức tường cũ cũng đã được sơn mới. Những tấm bảng quảng cáo bẩn và rách cũng được dọn sạch sẽ. Trước đây là có nhiều cái điểm đen, rác ở đây hôi thối. Bây giờ mơ ước của chúng tôi là rác đi, để chúng tôi biến những cái điểm đen rác đó trở thành mảng xanh để giúp cho khu phố, cho làm đẹp cho khu phố. Mục đích là rõ ràng là như vậy. Tất cả mọi người cũng đồng lòng để mà làm nên những cái công trình như thế này. Đó mà cô cũng mong là cái công trình này được bà con chung quanh họ ủng hộ cho mình, là họ sẽ tiếp tay với mình để họ chăm sóc mà cây nó càng ngày càng phát triển, nó đẹp lên. Có thể thấy, phát triển mảng xanh đô thị từ nhà ra phố đã và đang được người dân thành phố tích cực hưởng ứng thực hiện. Tuy nhiên, để mô hình này đạt hiệu quả lâu dài, thì cần có sự chung tay và quyết tâm của người dân trong việc chăm sóc cây xanh và giữ gìn vệ sinh chung.